Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Phố Nhà. Nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách là ghép những cái thiết bị như dòng vang vào những cái con âm ly công suất thấp để chúng ta khi mua về chúng ta rất là dễ sử dụng, là thứ nhất. Thứ hai là làm sao để phù hợp với lại dàn gia đình. Nay mình sẽ giới thiệu anh em là ví dụ hiện thời mình đang ghép một con vang cơ KM350 với lại là một con âm ly của Pioneer có công suất là 120W một cơn, với lại là một cặp loa CS 2,5 tấc và một bộ mic 550 Plus. Sau đây là cái tiếng mic khô của dòng vang này. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dòng vang này là nó có tiếng echo và reverb riêng. Đây, reverb. Đây, 6, 7, 2. Đây là tiếng reverb của nó này. Đây, 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 đây. 1, 1, 1, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Đây là tiếng echo. Đôi khi lòng đúng yêu em thầm nhiều, mà tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là ca vương muôn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay tranh đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Mình hát không tốt lắm cho nên là sẽ sau đây là clip ở nhà khách. Dành cho tình yêu em lòng không phai, tình đưa ta người mai sau người yêu.